Ngày tốt để cắt tóc cuối năm Nhâm Dần 2022. Hôm nay, Quảng Tòng lại tiếp tục chia sẻ cho anh chị em những cái ngày tốt mà chúng ta cắt tóc mà thuận lợi đem đến những cái điều cát tường. Thì hôm nay thì Quảng Tòng lại nhắc lại là theo cái quan điểm của Phật giáo Kim Cang Thừa, người ta quan niệm rằng cái mái tóc nó có mối liên hệ sinh khí trực tiếp giữa con người với vũ trụ, với thiên nhiên. Vì vậy, nếu chúng ta cắt tóc trong những ngày tốt, những ngày thuận lợi sẽ đem đến cho chúng ta cái tăng trưởng về tài bảo, tăng trưởng về trí tuệ, tăng trưởng lòng yêu thương. Ngược lại, nếu chúng ta cắt tóc trong những cái ngày mà bất tường, những cái ngày không thuận lợi, nó sẽ đem đến cho chúng ta những cái điều là bất lợi trong cái cuộc sống, ví dụ như nhiều bệnh tật hoặc là chúng ta ít trong sáng trong cái cuộc sống. Thì hôm nay thì Quảng Tòng đã tổng hợp xong những cái ngày tốt để thuận tiện cho anh chị em cắt tóc trong những ngày cuối năm Nhâm Dần 2022 này. Đó là bao gồm những cái ngày: ngày một tây, ngày hai tây, ngày năm tây, ngày sáu tây, ngày bảy tây, ngày mười tây, ngày mười ba, ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày 17, ngày 20 và ngày 21. Thì Quảng Tòng đã xem những cái ngày tốt này trên cơ sở là âm lịch. Tuy nhiên Quảng Tòng đã đổi qua thành ngày dương lịch là tháng 1 năm 2023 để cho anh chị em thuận tiện sử dụng trong cái cuộc sống cho nó được thuận tiện. Thì sẵn đây thì Quảng Tòng đã nhóm lại những cái nhóm ngày mà tốt. Ví dụ như nhóm ngày đem đến cái sự cát tường, cái sự tốt lành trong cái cuộc sống, đó là ngày 6 và ngày 17 tháng 1 dương lịch. Tiếp theo là nhóm ngày bình an và thuận lợi, đó là nhóm ngày 2, ngày 5 và ngày 21. Cái nhóm ngày mà giúp cho chúng ta cắt tóc mà tăng trưởng cái tình yêu thương, đó là ngày 1 tây tháng 1 năm 2023 dương lịch. Nhóm ngày mà giúp cho chúng ta được tăng trưởng trí tuệ và kết giao với lại nhiều cái bằng hữu, nhiều cái thiện tri thức, đó là ngày 10 tây, ngày 14, ngày 15, ngày 17 và ngày 20. Nhóm ngày giúp cho chúng ta tăng trưởng về tài lộc, tài bảo, tăng trưởng cái sự giàu có và tăng trưởng cái sự thụ hưởng về cái lương thực, thực phẩm trong cái cuộc sống, đó là ngày 7 tây và ngày 13 tây tháng 1 dương lịch. Như vậy là Quảng Tòng đã chia sẻ xong những ngày tốt cắt tóc cuối năm Nhâm Dần 2022. Nếu anh chị em có điều gì thắc mắc thì xin vui lòng comment, đặt câu hỏi và nhớ bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Quảng Tòng xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo.